vị và các bạn đã đến với Talk Show Hỏi Đáp Thẩm Mỹ của Bệnh viện Thẩm Mỹ Cang Nam. Và ngồi cạnh Lê Văn đây chính là bác sĩ Annie, người sẽ giúp quý vị giải đáp tất cả những thắc mắc xoay quanh vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả. Bác sĩ Annie thân mến, mọi người thì thường ví như đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Và chính vì thế mọi người rất quan tâm đến cái tính thẩm mỹ của đôi mắt. Tuy nhiên thì nhiều người không chỉ là ở độ tuổi trung niên mà cả là những bạn trẻ thì hiện nay đang gặp phải cái tình trạng khá phổ biến, đó là cái tình trạng đôi mắt bị lão hóa sớm và trùng nhão chảy xệ ở cái vùng da xung quanh mắt. Vậy thì nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này là do đâu ạ? Với cái tình trạng lão hóa chảy xệ ở vùng mắt hiện nay thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, ví dụ như là tình trạng thay đổi chế độ sinh hoạt, do chế độ ăn uống không phù hợp, chế độ nghỉ ngơi, cũng như là quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể con người. Vâng, vậy cái tình trạng mà Lê Văn Quyền nêu ra thì liệu có khắc phục được bằng cái biện pháp là chúng ta cắt mí không ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả. Cắt mí là phương pháp mình cắt bỏ da thừa, cũng như là qua cái đường cắt thì bác sĩ sẽ lấy bỏ mỡ thừa, bộc lộ các cái giải phẫu quan trọng để khâu đính nếp mí, để giúp bạn có đôi mắt có hai nếp mí tròn đều tự nhiên và loại bỏ hoàn toàn bọc mỡ cũng như da thừa vùng mắt, làm phẳng những cái vùng da nhăn nheo, cũng như là làm giảm cái tình trạng chảy xệ ở vùng mắt, giúp bạn có đôi mắt trẻ hơn, đẹp hơn. Vâng, nhiều vị khán giả thì có thắc mắc là giữa cái phương pháp bấm mí và cắt mí, vậy thì trong trường hợp nào thì chúng ta sử dụng phương pháp bấm mí và trong trường hợp nào thì chúng ta sử dụng phương pháp cắt mí thưa bác sĩ? Hiệu quả cũng như là cái kết quả chung của hai phương pháp này là nhằm giúp bạn có đôi mắt hai mí to, tròn và đều. Tuy nhiên là cái chỉ định của từng phương pháp thì nó lại khác nhau, nó phụ thuộc vào cái tình trạng của từng khách hàng. Ví dụ đối với một cái khách hàng trẻ tuổi không có da thừa cũng như bọc mỡ thì cái chỉ định nhấn mí là cái phương pháp tối ưu. Còn đối với trường hợp mà những người đã có tuổi có sự lão hóa ở vùng mắt nhiều, có da thừa, mỡ thừa cũng như cái nếp mí nó không còn rõ ràng nữa thì bác sĩ sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho khách hàng là nên cân nhắc cái phương pháp cắt mí để giúp bạn sở hữu có đôi mắt tự nhiên, mắt hai mí tròn đều. Vâng, vậy là tùy vào từng trường hợp, từng lứa tuổi mà chúng ta sẽ có cái phương pháp mà phù hợp đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì bác sĩ Annie vừa chia sẻ những kiến thức rất là hữu ích xoay quanh vấn đề cắt mí. Và nếu quý vị vẫn còn những băn khoăn thắc mắc chưa được giải đáp thì hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận của video này. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của chúng tôi để nhận về những kiến thức bổ ích về phẫu thuật thẩm mỹ nhé. Còn bây giờ thì Lê Vân và bác sĩ Annie xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin chào. Xin chào.